team's turn to pick. Lâu lắm rồi chưa chơi liên quan này, đánh con gì được nhỉ? Ngu không cùng với teo nạt à? Giúp chọn rạt. Ok, có người giúp chọn rồi. Đi con chi được bây giờ hay? À, chơi con bì án đi. Chơi con bì án thì lâu lắm rồi không chơi game đi. Chơi con bì án đi, support luôn, bì án support nhé bà con. À đủ. Cái chi đi. Skin mới à? Mua luôn. Mua đéo xem giá luôn, mua luôn. Ui lâu lắm rồi không chơi, không biết là con này nó ra skin luôn đấy anh em. Ui à, nhìn đẹp vai. Skin này bao nhiêu quân huy ấy? Này mình chưa xem giá, mua mẹ rồi. Xin tóc hả? Ừ, thì tôi đi support mà. Tôi đi support mà. Ok và hơi slow, hơi slow. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với CN Gamer. Chúng ta cùng đến với con game Liên Quân Mobile. Lâu lắm rồi mình không có đánh Liên Quân. Các bạn yêu cầu mình chơi lại cũng khá nhiều. Lâu lâu làm trận Liên Quân đi cho nó sung đúng không? Với lại Liên Quân thì nó làm nhanh lắm. Mấy hôm nay mình đi thi tốt nghiệp cái thi quốc gia cái bằng lái xe. Vừa thi hôm qua xong thi được rồi. Cho nên là bây giờ bắt đầu quay trở lại làm clip đều hơn. Với lại mình cũng đang kiếm thêm editor ấy để cái phục vụ được cái nhu cầu là ngày nào cũng có clip cho các bạn xem. Editor thì kiếm hơi khó vì cái tính mình nói sao nhỉ? Tính mình kiểu khó với cứt ấy, cho nên là kiếm editor nó hơi mệt. Các bạn đang xem để có thể tạo được động lực cho mình làm được nhiều clip hơn trên kênh này thì hãy nhấn like cho cái video, đăng ký đi nếu như các bạn chưa đăng ký, bật luôn được chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video clip nào. Còn bây giờ thì chiến. À khoan, có vụ này quan trọng muốn nói với anh em, đó là sub cnliênquân.com, nơi giúp các bạn có thể thử vận may cùng với Quân Huy, hoặc là các bạn có thể mua được những cái có những skin tướng ngon. Thực ra là mình cũng éo muốn tạo shop đâu, căn bản là dạo này ở trên TikTok nó có mấy cái thằng đầu ngoai nó cứ lấy clip mình về xong rồi chúng nó đăng lên rồi chúng nó gắn cái link shop của chúng nó vào nó đi lừa đảo ấy, cho nên là mình tạo ra cái shop này. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ ghé qua shop này nhá. Ở shop của mình các bạn rút Quân Huy mà nó không về app hoặc là các bạn mua app không đăng nhập được, nhắn tin với shop có phần trợ giúp góc tay phải phía bên dưới màn hình này, đăng nhập vào bằng Messenger và nhắn tin trực tiếp để shop có thể giải quyết tất cả các yêu cầu thắc mắc của các bạn. Link shop ngay phía dưới phần mô tả. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Hạn. Video này mình chơi lên sông Thảo A ở đây chứ cũng éo ít đâu, chơi nhiều khuất rồi đấy. Đã cố cài lên sông Thảo S nhưng mà dạo này ít chơi quá sợ là cũng không cài lên được. Ui, quái hiệu ứng biến về này. Cái xe này là tí nữa nếu như mà mình xài ulti là mình sẽ cưỡi cái xe đó đúng không? Theo như dự đoán là chắc chắn là như vậy rồi đấy. À đù, cướp rừng à? Thôi rồi bỏ mẹ mày được con tóc biến cho chiêu một và một này. Một kill này đó là ghi đủ bạn kìa. Ông treo văn ông ra ông bú kill của support kìa anh em, cay thế nhở. Nhưng mà không sao, vì support mình nên là cho rừng nó kiểu một vài kill cho nó săn đúng không? Bây giờ bao nhiêu kill support ăn hết thì tem lại chửi cho. Đi support đờ nó mệt lắm. Ô đù đù, dát vô cướp mất con S của Ngô Không rồi. Thế mình đang muốn lấy luôn đi cái bùa săn. Ngô Không chui cho bụi chạy ra. Ngô Không thấy đông quá quyết định là quay lại. Ngô Không trận này trời mày lúc 1 vả, 2 vả, 3 vả. Tém ơi, tém đấu hết rồi. Sự nằm lại của súng bọt ơi. Esu, Esu, một tình huống bắn thần sầu đến từ vị trí của Esu khiến cho anh ta đeo cũng kill trong tình huống vừa rồi. Chờ ăn rát biến về, mình chở ăn rát đi kiếm kill nhá. Ok á, sao không bê về? À đây Richter. Richter biến về, mình chở Richter lên xúc thằng Bright con nào. Xe ôm ơi, xe ôm nè. Quả hiệu ứng nha anh em. Đẹp vai. Ui, chạy một đoạn nó còn có cái vòng gì nó sáng lên rồi này. Này thì Bright chạy hộ. Chạy hộ bất tử à. May, ôi kìa, hơi chậm nha, mình quả đó mình cỏ sớm hơn tí là mình có kill Bright đấy. Ồ, ăn nhăn con cây thơ xuống đường dưới thôi. Tem bạn đang ép bóc ăn bạn Esu tại khu đường dưới. Mirai vừa chát lên câu ủa. Xe tăng hút này vẫn chưa hiểu gì à? Xe tăng hút cho ông phát đầu óc mất minh mẫn hay sao? Ủa cái gì đấy? Con này tên là bón nen đúng không? Xe ôm nè, xe ôm nè, ra đây xe ôm nè. Đấy rồi, đấy rồi. Ghi đu, mày ghi đu chạy đâu cho trời khỏi nắng à? Ghi đu còn con Bonnie à? Úi rồi chạy đi đâu tốc biến. Quả đó tính tốc biến lên khé đấy. À, nhưng mà không được, kiểu con quẹt nhanh quá. Lấy cái trụ này ra đây. Ai à,
À thôi thôi thôi, tha 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 tha. À Brad đang cay mịt lắm đấy anh em, không được không được, từ từ thôi. Brad móc đường đằng sau. Cú đấm sấm sét đến từ vị trí của Brad bị chú bắn và tem bạn đang ép bực mình lên ngay xe. Hụt thẳng vào teo nát nằm xuống và tiếp theo sau đó sẽ là Guido. Một vố, hai vố. Ai à, cái ulti con bò này. Không sao không sao, lấy cái trụ luôn anh em ơi, lấy trụ luôn anh em ơi. Ngộ không nó chui ra kìa. Ai à. Ngộ không chưa thấy mình, ngộ không chưa thấy. Sao sao ngộ không nếu thấy mình chui trong bụi nhỉ? Không dở ấy. Con Bonnie này giờ đang rất là bố láo nhá. À, anh em thấy không? Rất là bố láo nhá. Mình sắp có ulti này. Esu hoặc Triệu Vân về đi. Rút lui đi, mình sẽ chở Esu với Triệu Vân đi mà em hút tem bạn. Lấy xe Triệu Vân, lấy xe. Ôi kìa, mẹ Triệu Vân không biết lấy xe à. Thế, quả này mà Triệu Vân lấy xe là có kill Guido này anh em. Này. Chạy đi đâu thấy không? À thôi tha xin lỗi. Xin lỗi. Không chết thì đủ luôn mẹ. Thế quả kia Triệu Vân lên là có khi ăn cả ba mạng này luôn đấy anh em. Esu 103 Esu biết Esu. Mày tới số mày rồi con. Mày tới số mày rồi con. Ôi giời tóc biến luôn. Thôi. Bọn em mất cái tốc biến là được rồi. Chỉ sắp có ulti rồi. 2 giây nữa, 1 giây nữa. Triệu Vân lên xe đây. Ai lên xe? Ôi kìa, sao không lên xe? Rat. Oh, Rat biết chơi này. À thế, Triệu Vân không biết lên xe mà lên xe như này đây. Chạy đi đâu cho trời khỏi lạ. Chạy đi đâu cho trời khỏi lạ. Thôi, tha. Thôi. Má, nó cho một nuôi choáng luôn anh em ạ. Quả đó đéo có giải chứ. Hay. Không sao, không sao, sự hy sinh của mình nó có thể câu đi theo hai thành viên của team bạn. Ồ, tém có mắt ở đây, mình đang có ulti. Lên luôn đây nào ơi. Nhu không, Bonnie, teo nát. Còn có thêm cả sự góp mặt của Guido nữa. Ủa, tém chết rồi, thôi, vứt xe, bỏ xe chạy lấy người. vứt, đéo được. Tấn công Caesar. Ai à. Mình tưởng là nó không thấy chứ. Còn lẫn này. Mình có ulti này. Lên rách. Đấm bỏ mẹ nó cho tao. Bò nè này. Ngu không đang cố gắng sắt đít lên bỏ chạy và đấm bờ kiều đến từ vị trí của Zat rồi. Ngu không chạy được rồi. Thằng ngu không đang bắt cái Esu. Đi rách ơi. Ôi kìa. Không sao nha. Không sao nha. Tí nữa edit chắc phải cắt cái đoạn này đi luôn. Thề. Ai ạ. Combo này này. Ngu mày. Thôi. Thôi. Không chơi. Không bắt nữa. Về thôi. Hay. Rat săn quá săn rồi. Mình là mình thấy con Bonnie rồi đấy. Bonnie chuẩn bị chạy lên đường trên bắt con Ritter chắc luôn đây nè em ạ. Đã quýt bà bầu. Lên xe. Cày bò nè. Tèo nào bắt luôn. Tưởng Rat chạy như vãi trưởng ạ. Thấy không? Một phát hỗ trợ 2 kill cho Rat. Rat sân đen đét luôn. Rồi, cho xin cái trụ trên nha tèo bạn ơi. Mình xin nhá. Tại khu vực đường mid, Guido đòi bắt Esu. Mình thấy ngu không? Thôi xong rồi. Esu nằm xuống rồi. Nhưng mà tèo bạn phải trả giá với 2 kill. Ok. Bên trên kia nó bắt được cả Rat luôn anh em ạ. Ai à. Con Brian này nó chưa mất ulti đúng không? Nó bắt Victor bên kia lấy xe Triệu Vân này. Mà Triệu Vân này không biết chơi hay sao ấy anh em ạ. Toàn chở Triệu Vân mà Triệu Vân éo thèm lên không. Triệu Vân lên là thôi. Triệu Vân lên là giết con Brian này rồi. Hay Triệu Vân xuống này. Ok. Bắt luôn. Mày chạy đầu cho thoát ra đây. Lấy xe. Đúng rồi. Đây rồi. Bonnie. Mày tới số mày rồi Bonnie. Mày thì lên. Bọn này khóc tiếng chó luôn. Khóc tiếng chó bên luôn rồi á. Thế đấy giờ toàn bị xe hút không. Xe tăng nó đâm anh em ạ. Đỡ thế điếu nào được. À đủ ngộ không. Ui rồi ôi ngộ không. Ngộ không rất hay nhưng mà chúng tôi rất tiếc.
Tên bạn đã mất đi cái khu vực trụ đường giữa. Rat đang biến về và ulti mình đang có. Xe ôm lại tiếp tục chờ Rat, chắc chắn là như vậy rồi. Ai được ăn bạn Rat hiểu ý này, em thấy không? Được đúng quả Rat, ok phết. Ai đang ở cửa mid đang ba thằng này, bốn thằng luôn. Chơi đã, đẩy ở bố này, bắt tèo nát. Rồi ok, bọn em bọn né này, ôi má thề, không bắt được bọn em nhưng mà không sao. Ôi tên bạn thua rồi. Bọn em giờ làm gì nữa? Bọn em phế nhỉ ở trong quần luôn rồi. Bọn em này giờ toàn chết không. Có cả giáp hồi sinh, full nổ rồi. Ulti đã hồi. Nào, chơi đó, lên rát, lên rát. Đây 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 đây. Này thì bò này, này thì ngu không. bọn này đúng không tinh trâu. Em bạn chơi buồn cười quá. Win. Nhưng mà ván này không được MVP, ván này chắc là Rat MVP. Trận này mình hỗ trợ Rat nhiều quá. À trời, đi dàn thì vui vậy. Tiền ăn 1 4 sao. Hạng đặt 2. Cũng hạng đặt 2 thật này. Mình chết rồi, mình chết mất 4 kill. Mình chết, chết nhảm 10.0. Thế này, nếu như mà tổng kill là mình vẫn hơn Rat ấy, 18 cộng với 6 hay là thằng 24. Mà Rat 13 cộng 9 là được có 22. Thôi được rồi, chắc là video clip của mình hôm nay đến đây thôi. Các bạn đã xem nhớ like cho cái video này. Đăng ký đi nếu như các bạn chưa đăng ký. Bật luôn nút chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video clip nào. Bye. Bye.